Xin chào các bác. Than hồng này thì chỉ có nướng là ngon nhất. Các bác có thích ăn đồ nướng không? Nhiều bác bảo là đồ nướng thì ngon, nhiều bác lại chê. Tôi chả biết nào, nhưng riêng tôi đồ nướng tôi rất thích. Bình thường thì con gà chúng ta chỉ có thể là một lần, thường là nướng này, rán này, rang này, kho này. Kho không phải kho xào chứ. Rồi thì luộc hoặc hấp. Nói chung là cũng rất nhiều món đấy, nhưng riêng cái món này bọn tôi làm này các bác sẽ chưa thấy, ít khi thấy, hoặc là các bác cũng chưa nghe thấy đâu. Bởi vì là bản thân tôi như luộc tôi không thích lắm, bởi vì là nó nhạt. Nướng thì nó khô, xào thì lại bình thường, cầm cũng gặm không sướng. Thế còn bọn tôi cho là rong, xong bọn tôi ủ vào trong, cho tôi gọi là nướng chín bằng cái hơi nóng của cái giò bếp ấy. Con gà nó mềm ăn ngon lắm. Các gia vị mà tôi cho bên trong cái hơi nước nó cứ chín trực tiếp bên trong con gà, trong gói lá rong đó. Nó không bị bay ra ngoài. Thứ hai là cái miếng thịt nó cực mềm luôn. Chuẩn bị thôi, ông anh tôi đun nước xong rồi đấy. Đây thằng gà trống. Làm thịt gà. Nói chung là con gà phải là gà dân này thì mới ngon anh thêm nhỉ. Chứ nếu mà là gà công nghiệp thì nó không ngon đâu, nhưng gà công nghiệp được cái nó mềm. Đấy, gáy kinh không? Gà gáy có khóc khóc khóc. Đấy, nói đến gà gói lá rong thì tất nhiên phải có lá rong rồi. Tôi vừa đi xin lá rong rừng về đây. Lá rong mà gói gà thì hay là gói những cái đồ cá nướng, thịt nướng ấy, cơm nếp ấy, nó có một cái vị thơm đặc biệt. Khi mình cho cái đồ nóng vào bên trong, cái lá rong cũng rất là thơm. Lá rong là mình gói bên trong con gà nhé các bác nhé, cho nó thơm nhé. Thế còn lại các bác vẫn phải nên dùng một ít lá chuối. Lá chuối gói bên ngoài ấy thì mình cho vào giò thì con gà nó không cháy được, mà nó kín mà. Chứ nếu mà lá rong hoàn toàn không là vẫn cháy đấy. Tôi sợ không đủ hết lá rong để mà gói đâu, phải lấy thêm cái tí, phải lấy thêm cái ít lá chuối về bọc bên ngoài nữa. Bên trong là lá rong, bên ngoài là chuối. Đây lá chuối đây. Thì nó phải lấy ít lá non này kìa. Đây, còn đây là cái nguyên liệu cái gia vị để tí nhá tẩm ướp cái món gà kia. Đầu tiên là cái rau thơm này các bác cũng cần xả này. Thêm một miếng gừng, tí nữa gừng tôi ra vườn tôi đào. Rau thơm thì chỉ cần vài cái rau húng rũi này, bạc hà ấy. Với cái rau mùi tàu nếu các bác có. Ớt tươi một vài quả. Hạt dổi 4 hoặc 5 hạt cho một con gà khoảng tầm hơn 1 kg. Hạt mắc khén thì các bác cần khoảng 2 thìa, giã nhỏ ra, rang giã nhỏ nhé nhá. Muối cần một ít thôi. Thế còn lại số này ta phải tí nó phải giữ lại một ít để ta làm cái nước chấm chấm chéo để chấm gà nó mới ngon. Rồi giờ chuẩn bị đi ướp gà đã. Hạt dổi thì mang đi nướng các bác nhá. Nhớ là hạt dổi không ai người ta rang, ít khi rang nướng, mà tôi trên bản thường nướng cái này các bác có thể nướng ở nhà bằng bằng cái trục giữa của cái bếp gà ấy. Bật nó nóng lên xong rồi đặt vào giữa tí là nó chín. Cái này vừa nướng vừa thổi. Đấy, cứ nướng như thế. Lúc là nó nở ra. Đấy, hạt dổi nướng xong rồi. Các bác nướng hạt dổi này ngon hay không là do kỹ thuật nướng nữa đấy. Nướng nó phải căng vừa phải, thứ hai là nó bốc hết cái mùi khét bên trong của cái tinh dầu, nó bốc bớt đi thì nó thơm. Rồi mang đi ra kia giã. Bây giờ để chuẩn bị cho cái nguyên liệu ướp con gà nhá, gà ta mổ sạch xong vừa nãy rồi nhá. Bây giờ các bác chia ra làm hai cái giai đoạn tẩm ướp như này. Đầu tiên là các bác để tẩm ướp lên con gà ấy, các bác cần cái hạt dổi tôi đã nướng xong tôi giã như này này. Mắc khén cho một ít vào, bột mắc khén đấy. Thêm một ít muối vào nữa. Cho muối vào vừa phải thôi chứ người ta còn chấm. Rồi. Tiếp tục cho thêm một tí ớt vào cái bột này ta chuẩn bị đây. Trộn đều lên xong tí bắt đầu ta mới tẩm bên sát bên ngoài con gà với lại bên bên trong ruột con gà. Bên trong con gà ấy.
gà người ta mổ đừng có sờ vào ớt nhá, lấy cái gì cầm chứ đừng có sờ vào trước nó sờ mắt chết đấy. Trộn đều lên nhá. Đây các bác cái đũa trộn đều như thế này, xong chốc ta mới tẩm ở bên ngoài bên trong con gà. Đây cái con gà ta mổ xong rồi này, các bác mổ phanh nó ra, đừng mổ moi nó không chín nữa đâu. Lá chuối nướng qua một tí cho nó mềm xong rồi ta mới đặt ở đây để ta tẩm ướp. Cái giai đoạn đầu tiên là dùng cái gia vị ta vừa trộn đấy để tẩm ướp con gà. Anh thêm này. Đấy con gà mình chọc nó ra như này bên ngoài một tí cho nó ngấm cái gia vị nó vào, không có nó không ngấm được hết đâu. Cứ chọc vừa phải. Đây, gia vị bắt đầu mới sát, anh cứ sát đều hết con gà cho em. Đó, tẩm ướp hết vào. Nó mới thơm cả bên trong cả bên ngoài. Này đêm cầm nhá. Toàn thấy các ông nấu ăn với nhau cái này uống rượu cái này, đàn bà chả nấu gì được, chả được uống rượu này, buồn thế. Cho thêm vào đi. Sau khi tẩm ướp xong cái gia vị ta vừa nãy trộn gồm có mắc khén, hạt dổi, muối với lại ớt ấy và con gà bên trong bên ngoài rồi, ta bắt đầu mới cho thêm cái rau thơm. Rau thơm mình cứ cho, anh cứ cho cái đấy vào đi. Xong bắt đầu nhét cái này vào rau thơm vào trong. Cho vừa phải, để chốc nữa mình mới úp vào. Đó, xả anh cho em hai củ vào bên trong này, tí nữa mình gói nó lại. Đấy, cho hết ở bên trong thế bắt đầu ta mới gấp con gà vào xong bắt đầu mới gói lá dong. Đấy, cho con gà vào hai lớp lá dong đi cho nó thơm. Vì lá chuối nó không thơm. Mình cho bên trong lá dong này thì nó thơm lắm. Úp nó vào anh thêm ạ, gấp nó. Rồi bây giờ gói lá dong vào. Đấy, gà để thế này. Này trông nó chặn hết cái nước ngọt bên trong con gà đấy, nhưng mà nhớ là gói đằng nào chúng nó đặt xuống đằng đấy, không có đặt ngược là nó ra hết nước ấy nhỉ. Xong bắt đầu mới đến lá chuối. Này chúng nó tha hồ mà thơm. Nhưng mà chốc cái này ăn không chặt lên thêm à. Xé thôi. Mỗi ông cầm một đùi xong là ôi. Chấm chấm chéo cay. Thơm. Ngon. Cho đầy vào thế này cho nó khỏi khỏi cháy. Đó. Cái thế này cháy em sao được. Cây mốt. Cây mốt thì ngon lắm. Cái mốt bị chín nhỉ. Đâu bụng á. Cho con gà vào giò đấy. Đặt nó xuống thế này. Nhưng mà quan trọng là phải giò đấy nha. Không giò chắc chưa đủ đâu cái này. Nếu mà là cho than vào trực tiếp là cháy luôn đấy. Cho giò dưới một lớp. Ôi bụi thế. Xanh nó ra. Chắc là mình đốt củi đốt cả bên ngoài nữa mà lo gì. Ui dồi to đấy. Nhiều đấy. Cái này phải lấy thêm giò cho vào. Đấy các bác nhìn thấy không, bọn tôi là nướng bằng cái ủ bằng cái giò nhá. Cái giò này, giò bên trong trước xong bắt đầu mới cho cái than hồng mới ra bên ngoài. Các bác ở nhà cũng phải làm thế này đấy. Nếu mà như ở quê là có thể làm được. Ở thành phố thì các bác có thể đơn giản hơn là mình gói xong kia là cho vào chõ mình sôi luôn. Vì giò các bác ở thành phố kiếm rất khó. Cho vào chõ sôi cũng được, nhưng tôi muốn nó chín bằng cái chính cái giò này như thế nó mới ngon đúng kiểu được. Thưa bác.
Đấy, con gà ta cho vào trong cái lá rong xong là để ở dưới cái lớp giò kìa, đun thế này cho nó chín, chắc là mất khoảng tầm 2 tiếng. Hôm nọ mình làm con cá cái mấy tiếng anh em? 2 tiếng nhỉ, không đến 2 tiếng đúng không? Con gà chắc phải hơn 2 tiếng. Thế còn cái rau thơm vừa nãy tôi đã làm xong thành cái chẩm chéo đấy rồi. Thì cắt đi xong tới thì nó con gà kia chín là mang ra chấm. Kiểm tra con gà xem này. Khám phá xem chín chưa. Chín. Ôi giời. Than hồng đấy kìa. Mới con lạc khung rồi chứ, cháy hết lá chứ. Thật đấy. Quả này cháy nhiều thế. Nó ra gì không? Cháy làm sao được lá, nhiều lá không? Nước nó ra hết rồi, nước ngọt. Mở nha. Mở ra đi. Ui giời. Đây, món gà nướng xong rồi. Anh Thêm mới chuẩn bị ăn gà đây. Bây giờ đây tôi bỏ nãy cho một ít cái quả ớt này vào để cho nó nhìn nó đẹp. Xong tí nữa mình mới bỏ ra mình ăn. Đây này, các bác nhìn đây này. Gà nó đã khô hết vỏ bên ngoài. Nhưng nó vẫn còn giữ được cái vị thơm của cái con gà. Không quá khô như gà nướng mà cũng không quá nhão như gà luộc. Nó hoàn toàn bằng cái hơi nước nóng của cái con gà nó tiết ra. Úi giời. Bây giờ mình phải xơi cái đùi này trước. Ui mềm lắm anh Thêm ơi. Ôi giời, đây này. Cắt cái này ra, mình ông quay phim ưu tiên một tí xem nào. Cái này đừng có thái thiếc gì đi. Bẻ ra luôn đi. Ôi giời ơi, nhừ quá rồi. Chết rồi, mình bẻ. Không phải em bẻ mà phát gãy cái này. Ôi giời ơi. Nhìn xem nào. Đấy. Xong nha, miếng thịt gà. Đây, miếng thịt gà đây. Thơm. Chấm cái chẩm chéo vừa nãy tôi đã giã xong để đậy sẵn rồi. Chưa thấy đã. Này chắc phải gậm cả con mới sướng chứ. Ôi giời ơi, bốc này ăn. Cay đi. Thế này à? Ôi giời ơi. Đĩa anh Thêm ơi. Hả? Đĩa ra gắp ra đĩa đi. Ngon lắm. Nó mềm. Vẫn còn cái vị cứng của con gà nữa. Mình xơi hết cái đùi đi đi. Chấm cay một tí xem nào. Thơm lắm. Thơm lắm. Em ăn trước cái đùi á. Ăn đi. Ăn được bao nhiêu? Ngon hết. Rồi. Rồi. Gà này gọi là gà cái mốc. Cái pỉnh mốc. Ngon lắm, thơm cơm nè. Đấy các bác thấy không? Gia vị xong là mình ướp bên trong con gà nó. Nó chín bên trong ấy. Ngon lắm, để đây, tôi ăn cơm.
Rồi mỗi người một phát rượu nữa. Rượu say đến sáng mai. Rượu thì nhà tự nấu. Đi ăn cơm.